Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lúc là một phần tất yếu, không thể tránh khỏi trong sự tiến hóa của sinh vật. Kênh Thực Dưỡng có một nhà học giả mà tôi tin tưởng, đó là Fukuoka Jinichi, bởi Fukuoka là một nhà sinh vật học có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, thông hiểu cả nguyên lý vô song trí tuệ phương Đông, thật thú vị. Fukuoka đã có một bài đăng trên tờ báo Asahi ngày 3 tháng 4 vừa qua, với tiêu đề Virus là một phần tất yếu không thể tránh khỏi trong sự tiến hóa của sinh vật. Nội dung bài viết rất quan trọng nên tôi muốn giới thiệu. Tôi trích dẫn bài báo của Fukuoka và cũng tóm tắt bằng cái nhìn của tôi. Sự tồn tại của Virus không phải vị kỷ chỉ để tự nhân bản, ngược lại Virus tồn tại có lợi ích. Virus tiêm chất di truyền bên trong nó vào trong tế bào của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là virus đơn phương tấn công chúng ta, mà là chúng ta đã mời virus một cách chủ động mạnh mẽ. Điều này có nghĩa như nào thì nhìn vào nguồn gốc của virus sẽ hiểu rõ. Do virus xuất hiện sau các sinh vật bậc cao, virus chính là một phần gen phóng ra từ các sinh vật bậc cao. Nói tóm lại, virus vốn dĩ là từ cơ thể chúng ta. Khi virus xâm nhập cơ thể chúng ta như người chủ nhà đón kẻ đã bỏ nhà ra đi, lưu lạc và quay về. Vì sao làm điều này là vì virus tăng tốc tiến hóa. Thông tin di truyền được thừa hưởng từ cha mẹ sang con cái chỉ được truyền theo chiều dọc. Nhưng có sự tồn tại của virus thì thông tin di truyền có thể được truyền theo chiều ngang, đôi khi qua loài khác nhau và thậm chí là đa chiều. Nếu thay bằng cách nghĩ về việc nuôi con, bạn sẽ hiểu rõ. Cũng tương tự như việc chỉ cấy ghép giá trị đặc thù của cha mẹ thôi thì sinh ra con chính là bản sao như cha mẹ, nhưng khi có mối quan hệ đa dạng đến nhiều người thì sẽ tạo ra sự phong phú về tính cách. Người ta cho ra rằng sự tồn tại của virus chính là sự bảo tồn trong quá trình tiến hóa. Chúng ta hoàn toàn không để ý việc dường như có rất nhiều virus đi vào bên trong cơ thể chúng ta. Trên thực tế, tỷ lệ tử vong trên thế giới trước và sau khi xuất hiện virus mới corona không thay đổi. Hoạt động của virus đôi khi khiến chúng ta bị bệnh và có thể tử vong. Nhưng không có thông tin di truyền từ virus, con người chúng ta không thể có cách sống phong phú đa dạng như từ trước đến nay. Sự tồn tại của chúng ta ngày nay là không thể có nếu không có virus. Đôi khi, ngay cả một loại virus gây bệnh hoặc gây tử vong cũng có thể cho là có ích. Vì bệnh tật làm xáo trộn sự cân bằng của hệ thống miễn dịch, đồng thời có tác dụng trong việc tìm kiếm sự hài hòa mới. Vì bệnh tật là cách đáp ứng sự thay đổi của môi trường, và virus đảm nhiệm vai trò này. Do vậy virus là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta, không thể trừ tận gốc hay tiêu diệt virus. Chúng ta trước giờ đã và không có cách nào khác sẽ phải chấp nhận virus, cùng virus sống hài hòa. Ngày 7 tháng 4, Raiwa Hai Mark Robotic Wado Masahiro Isogai. Cân bằng động sự tồn tại của virus là một phần tất yếu, không thể tránh khỏi trong sự tiến hóa của sinh vật. Nhà sinh vật học Fukuoka Jinichi, virus là phân tử cực nhỏ chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi điện tử, tồn tại kỳ bí trôi lềnh bềnh giữa các sinh vật và vật thể vô tri. Nếu định nghĩa về mặt gen di truyền trên phương diện vị kỹ rằng sự sống là một hệ thống chỉ có duy nhất mục đích tự nhân bản, thì với khả năng tự nhân bản liên tục của virus, có thể gọi virus là vật thể có sự sống. Nhưng nếu định nghĩa sự sống từ một quan điểm khác thì câu chuyện không đơn giản như vậy. Với định nghĩa sự sống là hệ thống động không ngừng tự hủy, không ngừng tạo mới chính mình trên tính duy nhất của sự cân bằng. Nói cách khác, nếu đứng trên quan điểm cân bằng động của sự sống, virus không có sự trao đổi chất, không hô hấp, cũng không có khả năng tự hủy thì không thể gọi là vật thể có sự sống. Tuy nhiên, virus không là vật thể vô tri. Nhìn kỹ hoạt động của virus sẽ thấy virus không tồn tại vị kỷ chỉ tự nhân bản, mà ngược lại virus tồn tại có ích. Hiện nay, virus corona mới đang gài bẫy thế giới vào sự hỗn loạn, bị sợ hãi như một kẻ khủng bố vô hình, nhưng đó không phải là cuộc tấn công một chiều. Đầu tiên, các protein trên bề mặt của virus liên kết mạnh với protein liên quan đến việc điều chỉnh máu huyết của tế bào. Điều này có vẻ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có thể giải thích là protein trong virus và protein vật chủ ban đầu đã có mối quan hệ thân quen. Không chỉ có vậy, các enzyme phân giải protein có trong màng tế bào lại gần protein của virus, rồi phân cắt nó tại các vị trí đặc biệt. Liền khi đó, các cắt biên sẽ nhanh chóng kéo dài,
vỏ của virus và màng tế bào của vật chủ sẽ khéo léo di chuyển rồi hợp nhất với nhau. Chất di chuyển bên trong virus được tiêm vào tế bào. Do đó virus lây nhiễm vào trong tế bào vật chủ, và đó là kết quả của hành vi cực kỳ chủ động của vật chủ, thậm chí có thể nói là mời vào. Chính xác là như thế nào? Câu hỏi này có thể tự có lời giải bằng cách suy nghĩ về nguồn gốc của virus. Không phải dựa vào cấu trúc đơn giản là có thể nói virus tồn tại từ khi phát sinh sự sống, mà virus xuất hiện sau khi có các sinh vật bậc cao. Virus là kết quả của quá trình tiến hóa. Một số gen di truyền của sinh vật bậc cao đã bay ra. Tóm lại, virus vốn dĩ là từ cơ thể chúng ta. Chúng nó rời khỏi nhà đi, và đó là lý do vì sao chủ nhà lại tử tế chào đón thành viên đã từng rời khỏi nhà đi, lưu lạc đâu đó rồi quay về. Tại sao làm điều đó? Có lẽ do virus tăng tốc tiến hóa. Thông tin được thừa hưởng từ cha mẹ sang con cái chỉ được truyền theo chiều dọc. Nhưng nếu có sự tồn tại của virus như thế, thông tin có thể được truyền theo chiều ngang và đôi khi là giữa các loài khác nhau. Vì thế mà sự tồn tại của virus đã được bảo tồn trong quá trình tiến hóa. Chắc là có rất nhiều virus đi lang thang cứ đến rồi đi mà vật chủ không hề hay biết. Sự vận động này đôi khi gây bệnh cho vật chủ và có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, thông tin di truyền được di truyền theo chiều ngang đã phục vụ như một công cụ có ích cho toàn thể hệ sinh vật, rất hữu ích cho việc trao đổi và đưa thông tin vào. Dù không muốn, nhưng đôi khi ngay cả một loại virus gây bệnh hoặc gây tử vong cũng có thể có ích. Bệnh có thể phá vỡ sự cân bằng động của hệ miễn dịch, giúp tìm ra trạng thái cân bằng mới. Và cái chết của một cá nhân là một hành động thúc đẩy trạng thái cân bằng động của toàn bộ hệ sinh thái, trong đó cá nhân chiếm vị trí sinh thái, thích hợp được trao một cuộc sống mới. Do đó virus là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta, không thể trừ tận gốc hay hủy diệt virus. Chúng ta đã và chỉ có cách là sẽ chấp nhận virus, sống cùng nhau trong trạng thái cân bằng động. Fukuoka Jinichi sinh ở Tokyo năm 1959, nhà sinh học, giáo sư Đại học Aoyama Gakuin, nhà nghiên cứu Đại học Rockefeller Hoa Kỳ. Giảng thuyết sinh vật hình thành dựa trên sự phân hủy và tổng hợp không đổi, thuyết cân bằng động tác giả của nhiều cuốn sách, giữa các vật thể sống và vật vô tri, Vương quốc ánh sáng Vermeer, trích từ báo Asahi Nhật Bản, ngày 3 tháng 4 năm 2020 nguồn, xem tại đây Phạm Trần Thanh Nhi dịch. Ha ha ha, 闻什么的说